Trước màn hình quý vị anh chị và các bạn là những con ba bê mình tuyển chọn ngày hôm nay. Đó, tổng quan là 11 con, nó đồng lứa về cái chiều cao nó như nhau. Nhưng mà nó giá từ 20 triệu tới 23 triệu 500. Đó là cái bề ngang của con bò và cái độ lớn của con bò. Đó, nói chung là cái độ thịt mang lên người của nó. Còn cái chiều cao thì gần như nó tương đương với nhau, chiều cao rơi vào tầm 1m1. Đó, trở lên. Đó thì bây giờ mình quay chi tiết 11 con này và báo giá công khai luôn, từng con để bà con tham khảo. Mình mua bán thì mình thích báo giá công khai như vậy. Đó. Hi, cứ sau một kỳ dài thì chúng ta lại được gặp nhau. Tùng TV, MC Cuộc Sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn để dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Chia sẻ với các bạn, hôm nay là thứ tư, để nhằm thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2022. Thứ tư hay thứ ba mình cũng không biết nữa, nhưng mà ngày 4 tháng 10. Ở này thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2022. Đó, làm quên thứ quên ngày luôn. Đó thì trời hôm nay dưới quê là mưa. Đó. Thì từ sớm giờ thì mình cũng đi mua. Đó, tổng quan là được 11 con ba bê. Hàng cực đẹp luôn. Trong cái thời điểm mưa như thế này á thì bà con bán rất là nhiều và giá bò thì hiện tại nó đang hạ nên là mình mua giá rất là phải chăng. Đó thì 11 con ba bê này á thì mình chia sẻ với bà con là mình chọn tuyến cho anh trai ở trong Ninh Thuận. Đó, năm ngoái đã mua bò của mình một lần rồi. Đó thì bữa nay đã ra được bò thịt. Đó, và nay tiếp tục quay lại ủng hộ mình. Đó, thì anh nhờ mình tuyển chọn những hàng siêu phẩm về nuôi trong cái thời điểm giá rẻ như thế này nữa thì cực kỳ hợp lý luôn. Đó thì mình mua về gom về chuồng rồi đây. Nhưng mà chốt hay không chốt cho anh gì cũng vậy, vẫn phải công khai báo giá chi tiết từng con để thứ bà con thứ nhất là tham khảo, thứ hai nữa là nắm bắt cái tình hình giá cả bò bê để mà mình tự lựa chọn cho mình những cái con bò ưng ý để nuôi. Nếu mà tự đi mua hoặc là mua ủng hộ Tùng TV thì càng tốt. Đó thì nội dung video của mình là báo giá chi tiết 11 con ba bê này. Đó, chốt hay không chốt cho anh trai Ninh Thuận thì mình cũng chưa biết, do là mình quay mình gửi Zalo anh cũng chưa biết là có chốt hay không. Mình quay chi tiết 11 con này công khai báo giá để bà con tham khảo. Rồi, nội dung video như thế nào thì mời bà con theo dõi hết video để biết. Đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tùng TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý bà con, quý anh chị và các bạn. Ngày mới cũng kết thúc rồi, kính chúc quý bà con có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong công việc chăn nuôi luôn được thuận lợi, và bắt đầu theo dõi nội dung video với mình. Let's go. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Rồi, trước màn hình quý vị anh chị và các bạn là những con ba bê mình tuyển chọn ngày hôm nay. Đó, tổng quan là 11 con, nó đồng lứa về cái chiều cao nó như nhau. Nhưng mà nó giá từ 20 triệu tới 23 triệu 500. Đó là cái bề ngang của con bò và cái độ lớn của con bò. Đó, nói chung là cái độ thịt mang lên người của nó. Còn cái chiều cao thì gần như nó tương đương với nhau, chiều cao rơi vào tầm 1m1. Đó, trở lên. Đó thì bây giờ mình quay chi tiết 11 con này và báo giá công khai luôn, từng con để bà con tham khảo. Mình mua bán thì mình thích báo giá công khai như vậy. Đó, mặc dù bán cho bà con hay là bán cho anh có chốt hay như thế nào thì cũng không giấu giếm giá. Đó, quay chi tiết 11 con và báo giá từng con để bà con tham khảo. Vậy là bà con nhiều lúc xem kênh Tùng TV là để tham khảo giá bò chứ chưa chắc gì à. 70 mấy ngàn người đó, đang theo dõi Tùng TV mà đều hết 70 mấy ngàn người mua bò của Tùng TV. Đó, nên là mình chia sẻ để bà con tham khảo giá. Vì là cả nước mà đó, 70 mấy nghìn sub rồi. Bà con nếu mà xem video này á thì ủng hộ cho mình một đăng ký kênh nữa để giúp mình đạt cái nút bạc sớm nhất 100.000 người. Còn thiếu 20 mấy nghìn người nữa là đủ cái nút bạc. Rồi, đầu tiên thì mình báo giá cái con đầu tiên thôi, con số 1 đó. Giá con này là 20 triệu chẳng này là con. Cực kỳ len bò luôn. Đó, cực kỳ đẹp. Đó, giá 20 triệu. Đây là con đầu tiên. Con số 1, trần trụ và con thái méo miết trần trụ không? Mông đùi. Rất là phê, rất là độc luôn, rất là đẹp luôn. Đó. Giá 20 triệu con này. Đó. Thì chi tiết bà con tham khảo. Rồi, tiếp theo con đây là con số 2. Đó. Con đó thì bông. Bông lưng, bông đuôi, bông mình, bông bụng. Đó. Thì con này nó lớn hơn một chút, thịt nó nhiều hơn một chút, chiều cao nó cũng cao hơn một chút. Đó, giá con này thì 21 triệu 500. Giá con số 2 con đời. Chân trụ méo miết này, bà con có thể xem tham khảo. À, con số 2. Đó. Ăn uống sao mà về lọt đọt ăn. Đó, con số 2 như thế này. Đó, bà con tham khảo.
là giá 21.500. Rồi tiếp theo con này là con số 3 đó, báo giá cực kỳ chi tiết để bà con xem hình ảnh con bò, hàng tuyến chọn trong cái thời điểm mưa bão bà con bán nhiều là tuyến cực kỳ hợp lý và giá thì yêu thương luôn. À, mình chia sẻ luôn cho bà con là giá mình để cá lô 11 con này cho anh á là 22 triệu, bao vận chuyển về tới cầu Đà Rèn, anh ra núi đường anh đón đó, giống như năm ngoái đó. Thì anh mua bò của mình là tháng 4 năm ngoái á, là bữa nay là tính ra năm rưỡi rồi, anh ra bò của anh rồi đấy, này tháng 9 thì anh nuôi năm rưỡi, gần năm rưỡi đó. Rồi con này là con số 3, giá con này là 22 triệu đó, con số 3 con này đó, 22 triệu con số 3 ra đen muôn chân trụ mông đùi lưng cố gì, nói chung là hàng tuyến chọn đẹp hết ý đó, giá con này là 22 triệu. Rồi con số 3 đó, bà con sẽ xem ba con này 20, 21, 22 đó, bà con đứng chùm như thế này đó. Rồi tiếp theo là ba con số 4, số 4, số 5, số 6 đó, thì ba con này là đồng giá 23.500 hết đó, giá bán liền đó, 23.500 đồng giá hết, mông đùi ế cấu luôn, con đùi con nặng nó ế cấu luôn, trời ơi khiếp, nhìn khiếp luôn, chân trụ mông đùi lưng này, lưng con nặng nói bình sướng như nhau hết. Và anh chia sẻ là chọn cho anh là hàng lưng là không bao giờ được nối xương sống lưng, đó là năm ngoái anh bách của mình một con nó có nối xương sống lưng, sau này nóng ra đó, thì bữa nay thì không có nối đó. Bò năm ngoái thì là sốt bò thì những con gọi là ốm khô mình bắt, nhưng mà về anh nuôi không ra bò thì bữa nay là bắt toàn hàng ế cấu không đó. Con này cũng 23.500 đó, cực kỳ độc luôn. Rồi con đời cũng vậy đó, con số 6 này cũng 23.500 đó. Đây là tổng quan 6 con này đó, 6 con đó, rất là đẹp luôn, chân trụ con hàng mới quay chi tiết các bà con xem không, cực kỳ đẹp luôn đó. Và nguyên lô 11 con thì mình sẽ đế đồng giá là 22 triệu bao vận chuyển về tới cầu Đà Rèn cho anh, để anh tham khảo. Rồi đó là 6 con, mình sẽ quay 5 con nữa mình nhốt ô hoài thôi, nhưng chỗ này chỉ có được 6 con thôi để cho nó ăn uống nó thèm thá đó, nếu mà nhốt chặt vào con này nó cắm con kia là không cho ăn được đó. Đẹp không, hàng cực đẹp luôn. Đúng là trời mưa bà con ngán, bà con bán rất là nhiều. Ngày xưa những con bò như thế này giao 26 triệu, không có bò giao, giờ giá nó chỉ còn 23.500 đó, mình bắt thì chỉ có 23 triệu thôi đó, bắt tại chuồng rồi để mình quay 5 con nữa cho bà con tham khảo. Rồi tiếp theo con này là con số 7 đó, con này thì bông cực độc luôn, chân trụ khiếp hồn luôn đó. Con này số 7 này chia sẻ với bà con, nếu giá bán lý thì cũng 23.500 đó. Con số 7 này mông đùi khiếp không, chân trụ mông đùi thơm miếng vàng luôn đó. Bò chân thái lúc nào nó không có vi này nhé bà con, nó về tìm tới lúc nào không có vi đó, nhưng mà đặc biệt là rất là dễ nuôi đó. Này con số 7 rồi đó. Con số 8 và con số 9, hai con này thì cũng đồng giá 22 triệu hết đó, hai con này hàng cực độc luôn, chiều cao thì nó rơi vào tầm 1m1 trở lên hết, tầm 1m12, 1m15 hết đó. Bò 3B thì cái chiều cao nó xem với nhau, nhưng mà cái độ dày của con bò thì những con lớn tiền hơn thì nó sẽ dày bò hơn, cái độ ngang của nó dày hơn. À, bà con có thể so sánh hai cái mông này. Đó, nó dày diện hơn, nó dài diện con bò hơn thì cái tiền nó cao hơn đó. Con số 7 23 năm, con số 8 22, con số 9 22 đó. Và đây là hai con số 10 và con số 11. Vậy chi tiết cho bà con xem luôn đó. Con số 10 thì giá con này 20 triệu đó, con số 10. Rồi tiếp theo con số 11, con này cũng 22 triệu đó. Tổng quan hết ngày hôm nay thì gom được 11 con đó, gửi cho anh trai trong Ninh Thuận đặt có ý định đặt bò lần 2 đó, đồng giá là 22 triệu bao vận chuyển cho anh. Không biết thì anh có chốt hay không, cái đó thì mình cũng chưa biết, chưa có ý kiến của anh. Nếu mà không chốt thì mình quay video chi tiết báo giá công khai từng con như vậy, anh không chốt thì mình bán lý cho bà con, người con vài con về nuôi đó. Trong thời điểm bò cực kỳ rẻ, giá cực kỳ hợp lý và bò tuyến toàn hàng đẹp đó. Rồi chi tiết như vậy đó. Còn bò nai non của mình thì con nào nói nó phải như thế này đó.
chọn bò ba bê như thế này phải chọn những con này nó lớn như thế này để nuôi con xác sau này nó phát triển mới ok được đó. Quay chi tiết để mà con tham khảo. Bò ở mình thì người ta nuôi hóng pháp cột thì cái dòng bô sinh này đó, gọi là sinh farman label cao dài cực kỳ luôn đó. Ngày hôm nay thì quay chi tiết video 11 con này báo giá công khai cả lô, đồng giá 22 triệu, băng lý từng con thì giá như vậy để bà con tham khảo. Rồi, nội dung video của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian xem theo dõi video của mình đó. Nếu mà quan tâm đến những chủ đề mình chia sẻ, thích cái kênh của mình thì like và đăng ký kênh nhiệt tình để Tùng TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý bà con, quý anh chị và các bạn đó. Ngày mới kết thúc, kính chúc quý bà con thật nhiều sức khỏe nhé. Bye, hẹn gặp lại ở quý bà con ở những video tiếp theo.